Người nào mà thấy được cái nhân quả, thấy được cái vô thường, khổ não, vô ngã thì cái người đó gọi là có trí tuệ. Mà cái nhân mà phát sanh trí tuệ chỉ có nghe Phật. Một nhân duy nhất. Nếu như không chịu nghe Pháp thì không có đời nào có trí tuệ. Mà cái người mà chỉ biết bố thí cúng dường mà không chịu nghe Pháp, đời sau sanh ra giàu có nhưng mà khổ đau. Vì họ không nghe Pháp cho nên họ không có hiểu được cái bản chất thật của dạng Pháp là vô thường. Thế là họ đắm nhiễm, họ dính mắc, cho nên họ khổ đau. Vì vậy Đức Phật Ngài dạy chúng ta một câu kinh Phật ngôn rất hay là nay vui đời sau vui, làm phước thì hai đời vui. Đầu tiên vui thấy mình được làm phước, sau đó cái phước trổ ra mình sẽ được vui hơn. Thường thì mình được có cái vui thứ nhất là vui thấy mình làm phước thôi, nhưng mà phước trổ ra chưa chắc gì vui. Vì có những người quý vị biết họ rất là nhiều phước nhưng mà họ rất là khổ. Sư ví dụ, một ví dụ nó hơi vui một chút, mong quý vị quan nghĩ cho. Thí dụ như mình là người con gái, mình lớn lên mình quen được một người bạn trai để rồi mình lấy làm chồng, mà người bạn trai của mình là con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai. Theo quý vị thì cái người con gái này có phước hay là không có phước? Không phước. Có phước, chính xác, phải có phước mới được. Có phước thì mình mới gặp được một người bạn trai, sau này sẽ là người chồng của mình, là thứ nhất là con nhà giàu, tại họ phải có phước họ mới thế này giàu. Rồi họ lại học giỏi nữa, rồi họ lại đẹp trai nữa, ví dụ vậy, họ có phước đức nữa. Nhưng mà khi mà người con gái này lấy người chồng này về rồi, bắt đầu hạnh phúc, an vui đâu không thấy, mà bắt đầu những cái chuỗi dài khổ đau. Khổ đau là gì? Là cái người con gái này mới dính mắc vô cái người chồng. Khi mà dính mắc như vậy thì người chồng đi sớm về muộn là bắt đầu thấy sinh cái tâm bắt đầu lo lắng, khổ sở. Từ đó bắt đầu nhiều cái hệ lụy dẫn đến là khi có người chồng đẹp, bắt đầu người con gái thấy khổ đau. Nhưng mà thật chất là người con gái này phải có phước mới gặp được người chồng như vậy. Mà nếu suy cho cùng thì người chồng của mình đi ra ngoài thì được nhiều người thương như vậy cũng phải có phước mới được. Nhưng mà người này không chấp nhận là bởi vì họ dính mắc. Nghĩ chúng tôi mới nói rằng là cái cô gái này đời trước không có chịu nghe Pháp. Khi họ nghe Pháp rồi thì họ sẽ không có cái sự dính mắc. Cái người mà có tài sản, có của cải, có phước đức mà họ không dính mắc á, thì người đó mới được hạnh phúc. Ví dụ như cái người mà họ có cái phước đức, đời sau sanh ra họ có sắc tướng màu da, họ đẹp. Nhưng mà nếu như người nào mà dính mắc vô cái sắc đẹp của mình, một ngày nào đó thì cái sắc đẹp này nó úa tàn đi, thì người này bắt đầu khổ đau.